Hello anh em, xin chào anh em nha. Xin chào anh em đã đến với video ngày hôm nay cùng mình. Hôm nay thì video mình sẽ bình luận về những trận đấu giữa đội tỷ số hấp dẫn nhất trong PES 2021 Mobi. Và anh em cùng đến với trận đấu đầu tiên ngày hôm nay nha. Ở hiệp một trận đấu đầu tiên này thì chúng ta sẽ bảo vệ cầu môn bên trái màn hình nhỏ của anh em với trang phục là áo sọc đỏ xanh và quần xanh. Đội bạn là các cầu thủ đối thủ sẽ bảo vệ cầu môn bên phải màn hình nhỏ của anh em với trang phục là áo vàng quần đen. Người đang có bóng là Kylian Mbappe. Vừa rồi thì chúng ta đã có một tình huống phản công đầu tiên về phía khung thành của các cầu thủ đội bạn, tuy nhiên đã không thành công. Đây là pha ném pin của Alexandro. Người đang có bóng là Marco Rashford, siêu tiền đạo của Manchester United. Đây là Napri, cầu thủ của Đức. Và lấy bóng khá hay của David Beckham. Chúng ta đã có một tình huống lấy bóng thành công. Người đang có bóng là Kimmich nào. Một tình huống tranh cướp bóng rất tốt của Frankie de Jong. Và vừa rồi thì Sergio Ramos là người đã lấy bóng thành công trong chân của các cầu thủ tiền đạo bên phía chúng ta. Tình huống lùi về phòng ngự của Phil Foden. Đây là David Beckham. Bóng được hướng tới vị trí của Timo Werner. Lại là Phil Foden nào. Đây là Marco Rashford. Hôm nay rất nhiều cầu thủ trẻ được thi đấu trên sân. Phil Foden hay Marco Rashford. Vâng, một pha dứt điểm trái phá của Marco Rashford. Như vậy tỷ số đã được mở 1-0 cho chúng ta. Một cú dứt điểm rất tốt sau đường truyền của Phil Foden. Anh em đã được xem lại pha dứt điểm vừa rồi của Marco Rashford. Như vậy thì chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 trước các cầu thủ đội bạn. Đây là pha giao bóng của đội bạn nha. Đây là cầu bóng là Sergio Ramos. Đây là Virgil van Dijk. Thì những trào bóng lên khá mạnh ở phía trên của Virgil van Dijk. Người đang có bóng là Kylian Mbappe. Mbappe rất chống chạy. Anh sử dụng tốc độ của mình để qua được Rodri. Rất hay. Tuy nhiên thì Mbappe đã không thể vượt qua cầu thủ hậu vệ cuối cùng bên phía đội bạn. Virgil van Dijk vừa rồi anh đã có một tình huống tranh chấp khá tốt. Tuy nhiên thì sau đó Frankie de Jong lại truyền bóng lỗi. Và đây là pha hậu vệ rất xuất sắc bên hành lang cánh trái của Alexandro. Đây là David Beckham và Sergio Ramos. Rất hay, Ronaldo co bóng nào. Và đây là cơ hội để đội bạn có bàn thắng để gỡ hòa. Léo cho Sané. Một tình huống truyền bóng vào trong khá dẻo của Leo Sané. Tuy nhiên thì bàn thắng vẫn chưa tới với các cầu thủ đội bạn. Đây là Kylian Mbappe nha anh em. Timo Werner đang rất loay hoay trước khung thành của thủ môn đội bạn. Và đây lại là Timo Werner. Một pha tạt bóng không thành công của Kylian Mbappe vào phía bên trong. Người đang có bóng là Trent Alexander-Arnold. Và vừa rồi thì bóng đã đi hết đường biên dọc. Sẽ là một tình huống ném pin dành đến cho chúng ta nha anh em. Đây là pha ném pin của Arnold. Người đang có bóng là Mbappe. Mbappe đang rất thoáng bên hành lang cánh phải. Một đường tạt vào trong. Tuy nhiên thì Timo Werner vừa rồi thì anh đã không thể tham gia một pha tranh cướp bóng trên thông. Đây là Virgil van Dijk. Và người đang có bóng là Kimmich. Một đường truyền rất hay lên phía trên dành đến cho Leo Sané. Đây là Erling Haaland. Vừa rồi thì Erling Haaland đã có một pha qua người không thành công. Thiếu chút nữa thì đội bạn đã có bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 44 của trận đấu và tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-0 nghiêng về chúng ta. Và đây là Marco Rashford. Một pha chơi bóng hơi cá nhân của Marco Rashford. Anh đã quyết định dứt điểm thắng. Cho dù bên trái đang là sự xuất hiện của Timo Werner. Và như vậy hiệp 1 đã tạm thời kết thúc với tỷ số là 1-0. Anh em cùng đến với hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay nha. Hiệp 2 thì đội bạn là đội giao bóng trước. Như vậy thì hiệp 2 đã được bắt đầu. Ngay đầu hiệp 2 thì cầu thủ đội bạn đã có một sự thay đổi người. Erling Haaland đã được rút ra nghỉ. Người vào sân thay anh đó là Lionel Messi. Đây là pha cắt bóng khá hay của Trent Alexander-Arnold. Người đang giữ bóng là Marco Rashford, Frankie de Jong. Bây giờ thì Frankie de Jong đã không thể vượt qua được cầu thủ hậu vệ cánh trái bên phía đội bạn. Đây là có bóng là Ronaldo, một tình huống truyền bóng chọc khe. Tuy nhiên người chiến thắng ở pha tranh chấp đó là Alexandro. Đây là Marco Rashford. Chúng ta bắt đầu lại tổ chức phản công nào. Và đi bóng rất tự tin của Marco Rashford. Anh đã vượt qua được một cầu thủ bên phía đội bạn. Và đây là cầu thủ thứ hai truyền bóng nào. Rất hợp lý, Phil Foden. Ta vẫn đang rất khó để có thể tiếp cận được khung thành của thủ môn đội bạn. Và bây giờ là một pha phòng ngự chắc chắn đến từ cầu thủ đội bạn. Tuy nhiên thì bóng vẫn trong chân của Marco Rashford. Marco Rashford xử lý rất bình tĩnh. Vẫn là Rashford không thể qua được cầu thủ thứ ba bên phía đội bạn. Và đây là câu trả lời dành đến cho các cầu thủ áo vàng nha.
Ronaldo có bóng nào, anh thực hiện một pha đi bóng rất hay. Vừa rồi thì Ronaldo đã qua người không thành công và Frankie de Jong mọi người đã cắt bóng trong tình huống vừa rồi. Đây là pha phản công dành đến cho Marco Rashford. Tuy nhiên thì một đường truyền sai địa chỉ. Timo Werner đã không thể nhận được đường truyền vừa rồi của Marco Rashford. Đây là Frankie de Jong nha anh em. Timo Werner có bóng nào. Pha qua người không thành công và Sergio Ramos là người đã cắt bóng. Đây là Leo Sané. Kimmich có bóng nào. Pha xử lý rất bình tĩnh và lại là Kimmich. Ronaldo có một tình huống chuyền bóng khá tốt. Và vừa rồi thì thủ môn đội bạn đã bắt bóng thành công. Pha phát bóng rất mạnh là phía trên. Bây giờ là phút thứ 75 rồi. Tỷ số hiện tại vẫn đang làm 1-0 như về chúng ta. Chúng ta đang có một thế trận khá là tốt khi đang dẫn trước đội bạn 1-0. Phil Foden có bóng nào, Mbappe rất hợp lý, pha chuyền bóng như đặt của Mbappe dành đến cho Arnold. Lại là Mbappe, liệu có một pha ra chân nhanh hay không? Tình huống chuyền bóng không thành công của Frankie de Jong, pha phối hợp của de Jong và Mbappe, Virgil van Dijk phải xử lý rất bình tĩnh. Đây là Sergio Ramos, tình huống chuyền bóng cho Rory, Kimmich nào, xử lý bóng rất hay. Pha nhả bóng cho Ronaldo di chuyển và đây là cơ hội để đội bạn có bàn thắng ở hòa 1-1. Ronaldo và Sergio Ramos, hai người đồng đội cũ trong màu áo của Real Madrid vừa rồi vừa chạm trán với nhau và bóng đã đi hết đường biên ngang, sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho đội bạn. Người thực hiện quả đá phạt góc là Roberto Carlos và Mbappe là người đã phá bóng lên. Đây là cơ hội của chúng ta nào, Timo Werner, liệu rằng Timo Werner có thể vượt qua được Virgil van Dijk hay không? Bên trong thì cầu thủ của chúng ta đang xin bóng. Tuy nhiên thì Timo Werner lại quyết định thực hiện một pha đột phá. Vâng, như vậy thì đúng lúc này tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số 1-0. Anh em cùng đến với trận đấu thứ hai nha. Hy vọng trận đấu thứ hai thì chúng ta sẽ giành được một chiến thắng trước các cầu thủ đội bạn. Một chiến thắng với tỷ số đậm hơn. Trận đấu thứ hai này thì chúng ta sẽ gặp một team đến từ Nhật Bản, Consadole Sapporo. Vâng, như vậy thì hiệp 1 của trận đấu thứ hai đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì chúng ta sẽ vẫn bảo vệ cầu môn bên phải mà nhỏ của anh em với trang phục là áo đen và quần đen. Các bạn sẽ bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục là áo đỏ và quần đen. Đây là cơ hội phản công của các cầu thủ bên phía đội bạn nào, Ronaldinho, David Beckham. Đội bạn sở hữu những cầu thủ huyền thoại rất xuất sắc. Và bây giờ là một pha chơi bóng lăn xả của Timo Werner. Người đang có bóng là Mbappe, một mình Mbappe trong vòng vây của 4 cầu thủ đội bạn. Phòng ngự rất hay đến từ đội bạn. Pha chuyền bóng vừa rồi là của Park Ki-sung và đây là Maradona. Tình huống phát bóng rất hay lên phía trên. Cơ hội để đội bạn có bàn thắng nào. Nhưng chúng ta vẫn còn sở hữu những cầu thủ hậu vệ xuất sắc như Sergio Ramos thì rất khó để có những tình huống ghi bàn dành cho đội bạn. Một pha chuyền bóng lật cánh rất hay. Tuy nhiên thì đồng đội của chúng ta là không thể nhận được bóng rồi. Đây là Maradona. Maradona đi bóng rất tốt. David Beckham là người đã lấy bóng thành công trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta lại tổ chức phản công. Người đang có bóng là Frankie de Jong. Frankie de Jong đang đi bóng ra cánh nhằm kéo giãn hàng phòng thủ của đội bạn. Đây là Phil Foden nào. Một pha chuyền bóng vào đầu rất hay của Phil Foden. Và người đang có bóng là các cầu thủ của chúng ta. Tình huống đánh đầu phá bóng lên của Gerard Piqué. Đây là Trent Alexander-Arnold. Chúng ta vẫn đang miệt mài tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của trận đấu thứ hai ngày hôm nay. Và người vừa có pha đi bóng rất kỹ thuật là Alexandro Marco Rashford. Thiếu chút nữa thì Timo Werner đã ghi bàn. Một pha chuyền bóng vào trong tương đối hay của Marco Rashford. Tuy nhiên thì Timo Werner đã rất bất ngờ với tình huống chuyền bóng vừa rồi của Marco Rashford. Đây là một pha phát bóng rất mạnh lên phía trên của thủ môn đội bạn. Và người vừa có một pha không chín thành công đó là Mbappe. Bóng đang trong chân của Phil Foden và đây là Frankie de Jong và David Beckham. Một tình huống chuyền bóng đánh gót đầy cảm giác của David Beckham. Một pha xử lý rất hay, liên tục là những pha biểu diễn kỹ thuật của các cầu thủ của chúng ta. Lampard là người đã cắt bóng trong tình huống vừa rồi. Bóng tới cái chân của Park Ji-sung và đây là một đường chuyền rất hợp lý. Tuy nhiên thì Sergio Ramos vẫn rất cảnh giác ở những tình huống phản công của đội bạn. Anh vẫn luôn là một chốt chặn vững chắc cuối cùng chứ không phải là thủ môn bên phía chúng ta. Đây là Frankie de Jong. Pha qua người không thành công của Frankie de Jong.
rất hợp lý. Alexandro là người đang băng lên tấn công, cú nhả bóng rất đẹp dành đến cho Frenkie de Jong và truyền bóng vào trong. Tuy nhiên thì Mbappe đã không thể đánh đầu thành công ở tình huống bóng vừa rồi, và vừa rồi thì bóng đã đi hết đường biên dọc, sẽ là một tình huống phát bóng lên, ném bóng, ném biên lên của đội bạn. Người đang có bóng là Gerard Piqué. Đây là các cầu thủ đội bạn nha. David Beckham xử lý bóng rất hay, và người đang có bóng là Gomez. Đây là Lampard. Gerard Piqué lại là người có bóng, một đường truyền rất nhanh, rất nhanh, rất mạnh ở phía trên. Patricio, đội bạn bắt đầu thực hiện những pha tấn công nhiều hơn về phía khung thành của thủ môn bên phía chúng ta. Phil Foden có bóng nào, và đây là Mbappe. Mbappe đang đi bóng và cơ hội để Mbappe có bàn thắng. Một pha đi bóng rất dũng mãnh của Mbappe. Thiếu chút nữa thì Marco Rashford lại có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên cú dứt điểm lại trúng người Mbappe. Vâng, thì cuối cùng thì bàn thắng mở tỷ số đã đến với chúng ta. Bàn thắng mở tỷ số 1-0. Đây là công đó là Kylian Mbappe. Lại là một pha phối hợp của hai cầu thủ trẻ trên hàng tiền đạo, đó là Marco Rashford và Kylian Mbappe. Trước pha dứt điểm của Marco Rashford thì chúng ta phải kể tới công rất lớn của Rashford. Anh đã có những pha đi bóng rất kỹ thuật để qua được hàng phòng ngự của đối thủ, sau đó thực hiện một đường truyền cho Mbappe dứt điểm một chạm ghi bàn. Anh đã dứt điểm được hạ gục Peter Cech, một trong những thủ môn xuất sắc của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Đây là pha giao bóng của đội bạn nào. Vâng, như vậy thì đúng lúc này tiếng còi của trọng tài đã cất lên, hiệp một đã tạm thời kết thúc với tỷ số 1-0 nha. Anh em cùng nghỉ giải lao trong chút ít trước khi bước vào hiệp 2, và chúng ta cùng quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu nào. Như vậy thì hiệp 2 đã được bắt đầu, bóng ăn trong chân các cầu thủ bên phía chúng ta. Có bóng là Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappe. Mbappe có những pha đi bóng rất tự tin. Rashford rất hợp lý. Không được rồi, Ronaldinho là người đã cắt bóng trong tình huống vừa rồi. Và đây là Romario, pha chuyền bóng đầy cảm giác của Romario. Tuy nhiên thì đồng đội của anh đã không thể xử lý bóng thành công. Đây có bóng là Rashford nha anh em. Tình huống phòng ngự rất chắc chắn. Bây giờ thì bóng đã đi hết được biên dọc, và sẽ là một tình huống ném biên dành đến cho các cầu thủ bên phía chúng ta. Người đang có bóng là Frenkie de Jong, và đây là Marco Rashford. Tiếp tục một lần nữa thì Marco Rashford đã không thể vượt qua được Ronaldinho. Romario có bóng nào, rất hợp lý. Một pha chuyền bóng sang cánh phải rất thoáng dành đến cho David Beckham. Và đây là Maradona, phối hợp rất bình tĩnh. Beckham tạt bóng vào trong là hợp lý này, nhưng vừa rồi thì David Beckham đã không thể vượt qua được Alessandro. Rất đáng tiếc cho David Beckham. Và đây là Trent Alexander-Arnold, cơ hội phản công đến với chúng ta. Mbappe nào, Mbappe rất hay, Phil Foden. Mọi người rất hợp lý của Phil Foden. Và đây là Kylian Mbappe. Và chuyển bóng không thành công của Mbappe. Một chút nữa thì chúng ta đã có bàn, nhưng mà các bạn đã phòng ngự rất hay. Đây là Virgil van Dijk. Đúng xử lý bóng rất tốt. Đây là quả bóng là Gerard Piqué. Phải tạt bóng lên trên khá hay của Gerard Piqué. Phil Foden có bóng nào. Chúng ta đang thực hiện những pha đập nhả rất hay. Nhưng rất tiếc vừa rồi pha chuyền bóng lại hơi sâu, và Gerard Piqué là người đã cắt bóng ở tình huống chuyền bóng vừa rồi. Và phản công rất đáng tiếc của chúng ta. Còn đây là câu trả lời của đội bạn nha. Maradona nào. Lampard, một pha mở cánh sang cánh trái dành đến cho Park Ji-sung. Tình huống chuyền bóng hơi sâu, và vừa rồi thì bóng đã đi hết đường biên ngang. Sẽ làm một tình huống phát bóng lên của thủ môn đội bạn. Phát bóng rất mạnh lên phía trên. Gomez có bóng nào. Phút thứ 79 rồi, và chúng ta vẫn đang dẫn trước đội bạn với cách biệt là một bàn. Và phát bóng rất mạnh lên phía trên của Trent Alexander-Arnold. Đây là các cầu thủ đội bạn nha anh em. Rất hợp lý. Lampard là người đang theo bóng nào. Vừa rồi thì Lampard đã không thể vượt qua được Trent Alexander-Arnold. Và đây là cơ hội dành cho chúng ta. Kylian Mbappe rất hợp lý. Frenkie de Jong, một pha dứt điểm rất đáng tiếc của Frenkie de Jong. Nhưng mà cú dứt điểm đã tìm đúng tới vị trí của Peter Cech. Ronaldinho vừa có một pha chuyền bóng một chạm rất hay dành đến cho Romario.
Và vừa rồi là một pha không chín rất tốt của Sergio Ramos. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên cho nó là kết thúc với tỷ số 1-0 như về chúng ta. Cảm ơn anh em đã đón xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.